Đời người, khi bước qua tuổi 60, thời gian dường như chỉ là một cái chớp mắt. Những gì đáng trải nghiệm cũng đã trải qua, những gì cần hiểu cũng đã hiểu. Những năm tháng còn lại, ngoài việc tìm kiếm niềm vui và sự thanh thản cho tuổi già, còn là lúc để nhìn lại, suy nghĩ cách làm sao giữ gìn phúc khí và mang lại những giá trị tích cực cho con cháu mình. Người già trong nhà là báu vật quý giá. Câu nói ấy không chỉ để nhắc nhở, mà còn để mỗi người chúng ta, khi đã ở tuổi này, nhìn lại chính mình và hiểu rằng, mình không chỉ là di sản về vật chất mà còn là nguồn năng lượng tinh thần cho cả gia đình. Dưới đây là ba nơi mà những người cao tuổi nên cân nhắc tránh xa. Chúng ta không những bảo vệ sức khỏe của mình, mà còn lưu giữ những giá trị phúc đức cho các thế hệ sau. 1. Những nơi hội thảo tặng quà tri ân. Cuộc sống hiện đại thường gắn liền với những lời mời gọi hấp dẫn, và một trong những chiêu trò phổ biến nhất chính là các buổi hội thảo tặng quà tri ân, nơi được quảng cáo rầm rộ là những buổi tư vấn sức khỏe miễn phí dành cho người cao tuổi, kèm theo các món quà tặng không điều kiện. Với cách tiếp cận thân thiện, dễ gần, những buổi hội thảo này dễ dàng chiếm được lòng tin của người lớn tuổi, nhất là khi họ luôn coi trọng sức khỏe và mong muốn tìm hiểu thêm về các phương pháp chăm sóc bản thân. Thế nhưng, phía sau lớp vỏ bọc hào nhoáng đó lại là một cái bẫy ngọt ngào, một chiêu trò mà những kẻ lừa đảo đã dựng lên từ lâu. Chúng hiểu rất rõ tâm lý của người cao tuổi, tận dụng lòng tin và niềm hy vọng tìm thấy giải pháp tốt cho sức khỏe để lôi kéo họ vào các vòng xoáy chi tiêu không đáng có. Bắt đầu từ những món quà tri ân nhỏ, những buổi tư vấn này dần dẫn dắt người tham gia đến việc mua các loại thực phẩm chức năng giá trên trời, những sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc kém chất lượng. Nhiều người vì nhẹ dạ cả tin, nghĩ rằng đó là sự tri ân thật lòng, đã bỏ ra số tiền lớn để mua những thứ chẳng mang lại hiệu quả. Đáng buồn hơn, có người tiền mất, tật mang khi gặp phải sản phẩm không an toàn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế nên, chỉ cần giữ vững tâm lý, tỉnh táo trước mọi lời mời gọi và ghi nhớ rằng không có gì là miễn phí, chúng ta có thể tránh được những tổn thất không đáng có. Con cháu cũng cần thường xuyên chia sẻ và nhắc nhở người lớn tuổi trong gia đình về những nguy cơ tiềm ẩn, khuyến khích họ hỏi ý kiến trước khi tham gia những buổi hội thảo như vậy. Mỗi lời mời gọi, mỗi món quà tặng đôi khi không mang ý nghĩa tốt đẹp như vẻ ngoài của nó, và sự tỉnh táo chính là lá chắn tốt nhất để bảo vệ bản thân. 2. Những nơi sinh ra thị phi. Trong cuộc sống, những lời nói thị phi, những câu chuyện không hay thường nảy nở từ những góc phố, quán nước, nơi những câu chuyện được thêu dệt, thêm thắt qua từng lời kể. Cố nhân đã từng dạy rằng hỏa từ miệng mà ra, bởi chỉ một lời nói vô ý, một lần đưa chuyện người khác ra bàn tán, cũng có thể gây nên những hiểu lầm, biến điều chưa chắc chắn thành sự thật trong mắt người nghe. Ở độ tuổi này, đã trải qua bao sóng gió cuộc đời, ta mới thấm thía rằng tránh xa thị phi không chỉ để giữ cho tinh thần luôn an yên, mà còn là cách bảo vệ phúc khí cho bản thân và gia đình. Tuổi 60 không còn là lúc để say mê trong những chuyện không đầu, không cuối, mà là thời điểm để sống chậm lại, biết chăm sóc sức khỏe, vun đắp tinh thần và tích lũy thêm phúc khí cho con cháu. Bằng cách tránh xa những nơi dễ nảy sinh thị phi, những chuyện không lành mạnh, ta tự mình gìn giữ sự bình yên nội tại, để tuổi già thực sự trở thành giai đoạn viên mãn, tràn đầy phúc lộc cho chính mình và cả gia đình. Giờ đây, khi con người ta già đi, không gì quý hơn một tinh thần thanh tịnh, một lòng nhẹ nhàng không vướng bận. Đó không chỉ là một món quà cho bản thân, mà còn là một minh chứng cho con cháu về giá trị của sự thấu hiểu, lòng bao dung và cái tâm sáng trong cuộc sống. Lựa chọn tránh xa thị phi chính là con đường dẫn đến một tuổi già yên vui, là món quà vô giá mà mỗi người để lại cho thế hệ sau, để con cháu nhìn vào đó mà noi gương, mà học cách sống an nhiên và đầy phúc lộc. 3. Những nơi có đầu tư sinh lời nhanh chóng. Tuổi già là lúc mà chúng ta mong muốn có sự ổn định, an yên, nhưng không ít người lớn tuổi lại dễ bị cuốn vào những lời mời gọi về đầu tư sinh lời nhanh chóng. Những chương trình này thường hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn, sử dụng các từ ngữ hoa mỹ và những cơ hội đầu tư độc quyền. Khi nghe đến viễn cảnh tiền đẻ ra tiền, không ít người lớn tuổi bị hấp dẫn, nhất là khi tài sản đã tích lũy qua bao năm tháng và họ mong muốn làm gì đó để lại cho con cháu. Tuy nhiên, đằng sau những lời mời gọi này, không ít trường hợp là các mô hình lừa đảo, hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng thực chất là chiêu trò chiếm đoạt tài sản. Việc đặt niềm tin sai chỗ có thể dẫn đến tiền mất tật mang, mất đi những khoản tiết kiệm đã dày công tích lũy. Vì vậy, để tránh rủi ro, những người cao tuổi nên cân nhắc kỹ lưỡng, hỏi ý kiến con cháu và tránh xa những cơ hội đầu tư không rõ ràng, thiếu minh bạch. Hãy nhớ rằng, sự ổn định, an yên và bảo toàn tài sản là món quà lớn nhất mà người cao tuổi có thể dành cho bản thân và để lại cho con cháu. 4. Những nơi giải trí đỏ đen. Ở tuổi già, nhiều người thường tìm kiếm các hoạt động giải trí để khuây khỏa và giữ tinh thần vui tươi. Tuy nhiên,
một số người lại bị cuốn vào các hình thức giải trí đỏ đen như chơi lô đề, cá cược hay bài bạc. Những trò chơi này thường được bày ra với hình thức hấp dẫn, dễ chơi và cảm giác hồi hộp kích thích khiến người tham gia khó dừng lại. Đặc biệt, ở tuổi này, khi thời gian và tiền bạc là những thứ quý giá, xa vào các trò đỏ đen dễ dẫn đến hệ quả không mong muốn như mất mát tài sản, gây bất hòa trong gia đình và cả những lo lắng, căng thẳng không cần thiết. Lựa chọn tránh xa những hình thức giải trí đỏ đen không chỉ bảo vệ tài chính cá nhân mà còn giữ gìn sự bình an trong tâm hồn. Người lớn tuổi nên ưu tiên những hoạt động lành mạnh, thư giãn như đọc sách, làm vườn, chơi cờ hoặc tham gia các câu lạc bộ giao lưu với bạn bè đồng trang lứa. Đó là những cách mang lại niềm vui bền vững, giúp tâm hồn luôn tươi trẻ mà không ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống và sức khỏe. 5. Những nơi bán hàng đa cấp. Các hình thức bán hàng đa cấp thường được quảng bá là cơ hội kinh doanh lớn, giúp người tham gia kiếm thêm thu nhập dễ dàng. Tuy nhiên, nhiều mô hình bán hàng đa cấp hiện nay thực chất là lừa đảo, lợi dụng lòng tin và mong muốn cải thiện kinh tế của người tham gia, đặc biệt là người lớn tuổi. Những buổi hội thảo giới thiệu đa cấp thường có không khí rất hào hứng, hấp dẫn với những hứa hẹn về thu nhập khủng chỉ trong thời gian ngắn. Họ thường mời gọi người lớn tuổi tham gia vào việc bán sản phẩm hoặc tuyển dụng người mới để có thu nhập. Nhưng thực tế, rất nhiều người đã phải bỏ tiền ra để mua các sản phẩm với giá cao mà khó bán được. Vì vậy, để tránh rơi vào bẫy tài chính, người lớn tuổi nên thận trọng trước các lời mời gọi kinh doanh không rõ ràng và nhớ rằng không có thành công nào dễ dàng. Nếu có ý định kinh doanh hay đầu tư, nên tìm hiểu kỹ và tham khảo ý kiến con cháu để đảm bảo an toàn tài chính. Tránh xa các hình thức bán hàng đa cấp là cách bảo vệ bản thân khỏi những tổn thất không đáng có, đồng thời giữ cho tuổi già được bình yên, thư thái và an vui bên gia đình. 6. Những nơi chữa bệnh bằng tâm linh hoặc bùa phép. Trong cuộc sống, nhiều người lớn tuổi thường tìm đến các phương pháp chữa bệnh ngoài y học hiện đại, trong đó có các hình thức như chữa bệnh bằng tâm linh, bùa phép hoặc cúng lễ. Những nơi này thường lợi dụng niềm tin của người cao tuổi để dụ dỗ họ tham gia các nghi lễ, mua bùa hộ mạnh với lời hứa hẹn về sức khỏe và bình an. Tuy nhiên, những phương pháp này không có cơ sở khoa học và có thể dẫn đến tổn thất tài chính lớn mà không mang lại hiệu quả nào cho sức khỏe. Người cao tuổi nên tỉnh táo, tránh xa những hình thức chữa bệnh không dựa trên y học chính thống và tập trung vào các phương pháp đã được khoa học kiểm chứng. Sức khỏe tinh thần và thể chất sẽ được bảo vệ tốt nhất khi chúng ta lựa chọn các phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả, không bị ảnh hưởng bởi mê tín và lừa đảo. Tuổi già không chỉ là những tháng ngày nghỉ ngơi, mà còn là khoảng thời gian quý giá để ta gìn giữ và vun đắp phúc khí, truyền lại những giá trị sống cho thế hệ sau. Biết lựa chọn những niềm vui lành mạnh, tránh xa thị phi và chăm sóc sức khỏe tinh thần lẫn thể chất không chỉ giúp ta tìm thấy sự bình yên, mà còn là cách tốt nhất để trao cho con cháu một tấm gương về cuộc sống giản dị, ý nghĩa. Đó chính là di sản vô giá, không chỉ để lại của cải vật chất, mà còn là một trái tim tràn đầy yêu thương và một tinh thần luôn thanh thản. Một tuổi già an nhiên, viên mãn, không chỉ làm đẹp cho đời mình mà còn mang lại niềm tự hào, phúc lộc cho cả gia đình.